Thưa quý vị, những ngày vừa qua, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh về việc tiêm vaccine COVID-19 tại một số địa phương chưa đúng quy định, xảy ra tình trạng tiêm không đúng đối tượng ưu tiên theo kế hoạch, có trường hợp ưu tiên tiêm cho anh em họ hàng của cán bộ. Để chấn chỉnh tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tổ chức tiêm an toàn, hiệu quả và đúng đối tượng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay các xã, phường, thị trấn thực hiện sai nguyên tắc, sai quy định, sai đối tượng ưu tiên. Xác minh phản ánh của người dân về việc xảy ra tình trạng tiêm không đúng đối tượng tại một số xã trên địa bàn, trong đó có xã Cao Phong, huyện Sông Lô, để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chấn chỉnh các vi phạm liên quan. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 158.000 người, đạt gần 20% dân số từ 18 tuổi trở lên.